Rồi ok, tiếp tục câu 16 tới câu 20. Mình cũng là một đoạn hội thoại, nhưng mà bây giờ phải làm sao cho nó khớp để nó tạo thành một cả một đoạn hội thoại có nghĩa, chứ không phải chỉ là A and B như hồi từ câu 11 tới câu 15 hả các bạn. Ok, what does Sally say to the journalist? Một cái sự kiện gì đó xảy ra, mà ở đây Sally là cái tên riêng, nói chuyện với lại journalist. Journalist là gì? Phóng viên. Ok, journalist nói trước. I'm from the Daily News. Can you tell me what happened to you in the storm last night? Tôi đến từ cái tờ báo mà Daily News là tin tức hàng ngày hay gì đó ha. Rồi, can you tell me, bạn có thể nói cho tôi biết what happened to you in the storm last night? Chuyện gì đã xảy ra trong cơn bão hồi tối hôm qua? Rồi, ví dụ ở đây người ta đã cho mình sẵn là câu D. Ok, if you like, what do you want to know? Nếu mà bạn muốn á, thì tôi sẽ kể thôi. Và bạn muốn biết về cái gì? Vậy cái ví dụ ta đã xài rồi thì cái việc đầu tiên là mình sẽ đánh vô, mình đánh dấu. Bởi vì bạn không đánh dấu dò đường, tí xíu bạn sẽ mất thời gian và dễ bị lạc lắm. Có khi những cái lỗi lặt vặt như là một cái chỗ đó mình xài hai lần nè, hoặc là mất thời gian đọc đi rồi phải đọc lại nữa. Ok, rồi trước câu 16. When did the thunderstorm start? Khi nào thì cái cơn bão mà nó có thunder ở đây là sét ha, sấm sét. Khi nào mà cơn bão nó bắt đầu? Ok, vậy ở đây mình gạch đích chữ when, cái quan trọng nhất là ta hỏi khi nào. Thì nhiều bạn đọc tới đây là trả lời liền, bởi vì at 11 most night, vào lúc 11 giờ hầu hết mỗi đêm. Ok, người ta hỏi về cơn bão tối hôm qua, như vậy at 11 thì đúng, trả lời 11 giờ đúng, nhưng mà most night nữa làm nó sai. Vậy có nghĩa là đêm nào cũng bão không phải gì. Các bạn tiếp tục ra xuống. Thì xuống dưới khúc này thì có thể đây. I'm not sure, but it was after I went to bed. Đúng rồi, tôi thì không chắc, nhưng mà có lẽ là nó xảy ra sau khi tôi đi ngủ. Ok, vậy mình lấy cái mà mình mới chọn là câu F, mình điền lên vị trí số 10. 6 ha. Tiếp tục. When do you usually go to bed? Thì lúc này mới là at 11 most này. Tôi đi ngủ vào lúc 11 giờ, hầu như là mỗi đêm ha. Đêm nào cũng đi 11 giờ hết. So before you went to sleep, you heard a noise in the garden. Đây là một câu hỏi ha. Nó có dấu chấm hỏi nên mình lên giọng cuối câu, mặc dù nó không có đảo trợ động từ ra đằng trước. Đây là một cái cách mà giống như trong văn nói bình thường. Giống như là bạn là An hả, thì are you on? Thì mình cũng có thể dùng câu khẳng định you are on. Ok, mình hỏi mà, lên giọng thôi. So before you went to sleep, trước khi mà bạn đi ngủ, trước khi bà đi ngủ, you heard a noise in the garden. Bà có nghe một cái tiếng ồn ở trong vườn hay không? Đây là dạng câu hỏi phải không? Thì mình sẽ kiếm cái nào mà thứ nhất ưu tiên cho yes no. Nếu không có, lúc đó mình sẽ kiếm cái mà nó phù hợp ha. Ok, thì ở đây nó có cái câu là that's right, I did, I ran out and saw a tree fall on the house. Tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy cái cây nó ngã ở trên căn nhà. Ok, thì cái chữ dash right này giống như chữ yes gì đó các bạn ha. Đúng rồi, tôi đã nghe cái tiếng ồn và tôi chạy ra thì thấy một cái cây ngã trên nhà. Vậy mình liền vô chữ A đó vô đây ha. Ok, tiếp tục. Were you afraid? Bà có sợ không? Bạn có sợ không? Thì mình cũng là câu hỏi phải không nữa, bạn sẽ kiếm. Bạn kiếm thì nó có một cái thông tin là I were at first. It means I were afraid at first until I saw nobody were hurt. Cho đến khi tôi nhìn thấy không ai bị thương hết là hợp nghĩa. Mình điền chữ H vô đây ha. Ok, còn lại những cái còn lại thì nó lại không hợp. Ví dụ như này, ok, bạn rà thử ha. When I were tired, yes. Vậy là khi mà mệt á, thì gặp bão mà bị ngã cây mới là sợ, còn khỏe là không phải, không sợ. Thì cái câu này nó sẽ không đúng ha, cho nên mình lỗi nó đi. Rồi những cái này cũng vậy. That the setting I've been in the garden for about 200 years. Nó không liên quan tới câu hỏi luôn. I don't know about 10 minutes. Người ta hỏi là bạn có sợ hay không, mà I don't know thì được rồi đó. Không biết có họ sợ hay không nữa, nhiều khi chết điếng người. Nhưng mà about 10 minutes nó làm cho câu G này nó vô vị trí 19, không đúng. Rồi, how old were the tree? Cái cây này bao nhiêu tuổi? Thì lúc này nó còn lại một cái, những cái mà thầy vừa mới đọc cho các bạn thì chỉ có chữ
E này dính tới tuổi thôi nè, thấy không? Mình điền vô đây là E, ok. That's the sad thing. Đó là một câu chuyện buồn, đó là việc rất là buồn. It's been in the garden for about 200 years. Nó đã ở trong khu vườn này 200 năm. And many birds live in it. Và rất là nhiều con chim thì nó sống ở trong đó, trống ở trong cái cây á. À, wow, it's interesting story. Thanks for talking to me. Ồ, thật là một cái câu chuyện thú vị. Cảm ơn đã nói chuyện với tôi. Thì như vậy á, ở nước ngoài nè, người ta trồng cây mà 200 năm. Còn Việt Nam mình hơi lớn lớn chút xíu, chặt hết ráo rồi, cho nên nó không có gì nguy hiểm hết á. Cây không có ngã đè nhà, nhưng mà không có chim sống á các bạn. Chắc không còn cây nào 200 năm tuổi quá. Ok, xong ha. Rồi, bài này do nó bị, nó không sắp xếp đúng như vậy, cho nên thôi, chút xíu nữa nhờ các bạn đọc, khỏi đọc lại nha. Rồi, vậy ha.